Rừng núi ngày giao mùa, cuối thu đầu đông, nét đẹp đến từ thiên nhiên, những điều giản dị. Trên cung đường công tác tới miền Tây Bắc, trong những ngày cuối thu đầu đông, Enterline quyết định dành hơn 30 phút để ghi lại những khoảnh khắc đường rừng núi trong giai đoạn giao mùa, giữa thu lãng mạn sang đông lạnh giá. Vừa để lưu giữ lại chuyến công tác đặc biệt này, vừa muốn chia sẻ tới những người bạn của Enterline với hy vọng hãy luôn giữ những suy nghĩ tích cực và kiếm tìm niềm vui trong từng chi tiết đơn giản, bình dị từ cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Hiện tại Enterline đang trên đường mòn Hồ Chí Minh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 80 km về phía Tây Bắc. Sau đó sẽ rẽ vào một con lộ nhỏ, chỉ vừa một chiếc xe đi. Nếu trên đoạn lộ nhỏ này mà gặp xe đối diện thì việc nhường tránh để qua sẽ là một vấn đề không nhỏ. Xe đang chạy ngang một khu nhà sàn của một đại gia nổi tiếng với hệ thống nhà vườn trang viên rất đặc biệt. Bên ngoài rất đơn giản nhưng khu sâu bên trong rất phong phú và độc đáo. Hy vọng sẽ có dịp công tác thuận lợi hơn, Enterline sẽ cưỡi ngựa sắt này để có những chuyến trải nghiệm nhiều hơn phía sâu bên trong của khu vực này. Dừng ngang hành trình trên một quả đồi nhỏ có bề mặt tương đối bằng phẳng, rộng và tương đối đẹp. Theo như kế hoạch dự kiến phát triển thì sau khoảng 11 tháng tới, trên quả đồi nhỏ này sẽ mọc lên một hệ thống trang viên lớn với tổng mức đầu tư trên dưới 5 triệu đô la. Chính vì vậy mà từng khoảnh khắc, từng góc đồi mép núi đều được ghi lại một cách cẩn thận. Tuy nhiên, Enterline chỉ được phép chia sẻ những vị trí được chia sẻ, còn những góc quay khác vì không được phép nên không thể chia sẻ tới các bạn được. Cuối thu đầu đông, không khí mát nhẹ và có phần hơi se lạnh. Cũng là mùa hoa lau tím này phát triển nở rộ. Hoa này có rất nhiều tên khác nhau, nhưng anh em bình thường hay gọi là hoa lau tím. Bởi vì hạt của hoa này có màu tím và hình tim được ẩn ở bên trong của một lớp vỏ cứng nhẹ. Phải bóc lớp vỏ cứng này ra mới thấy được hạt, và hạt của chúng giống như quả tim ẩn náu trong lớp áo kín, lên quen với cái tên tim láu, tức là lau tím. Vì vậy mà có cái tên hoa lau tím là như vậy. Quả đồi nhỏ có bề mặt tương đối bằng phẳng, rộng và tương đối đẹp. Theo như kế hoạch dự kiến phát triển thì sau khoảng 11 tháng tới, trên quả đồi nhỏ này sẽ mọc lên một hệ thống trang viên lớn với tổng mức đầu tư trên dưới 5 triệu đô la. Chính vì vậy mà từng khoảnh khắc, từng góc đồi mép núi đều được ghi lại một cách cẩn thận. Tuy nhiên, Enterline chỉ được phép chia sẻ những vị trí được chia sẻ, còn những góc quay khác vì không được phép nên không thể chia sẻ tới các bạn được. Phía bên dưới khu đồi này là khu vực của người dân tộc đang sinh sống. Từ trên cao nhìn xuống, quang cảnh thực sự rất đẹp, yên bình và thoáng mát. Ngay phía dưới chân là những bông hoa đẹp, bình dị nhưng cũng rất sặc sỡ, hấp dẫn, như tô điểm thêm cho nét đẹp đơn sơ của nơi này.
Hoa này có rất nhiều tên khác nhau, nhưng anh em bình thường hay gọi là hoa lau tím, bởi vì hạt của hoa này có màu tím và hình tim được ẩn ở bên trong của một lớp vỏ cứng nhẹ. Phải bóc lớp vỏ cứng này ra mới thấy được hạt, và hạt của chúng giống như quả tim ẩn náu trong lớp áo kín, nên quen với cái tên tim láu, tức là lau tím. Vì vậy mà có cái tên hoa lau tím là như vậy. Sau khi dừng chân tại quả đồi thứ nhất, chúng tôi tiếp tục hành trình theo lịch trình công tác đến với địa điểm khác. Quang cảnh trên đường ra, hai bên cây cối rất tùm, xanh tốt. Di chuyển chừng 10 km đường rừng thì ra tới quốc lộ lớn. Lúc này đã cách trung tâm Hà Nội chừng hơn 300 km về phía tây bắc. Ở những video tiếp theo, Enterline sẽ chia sẻ về một đoạn đèo rất nổi tiếng của cung đường Tây Bắc với cái tên rất hoang sơ, nhiều cảm xúc. Và hiện tại, đoạn đèo này là một trong số những điểm dừng chân check-in đặc biệt cho những Phật thủ qua nơi đây. Cảm ơn các bạn đã cùng Enterline trải nghiệm một phần cung đường công tác với những hình ảnh và clip đơn giản thực tế. Hy vọng chúng ta luôn tìm được những niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta.